Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Hiếu Thành Phát và mình là Bảo Ngọc. Thì ngày hôm nay đây Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà một siêu phẩm cực hot luôn, đó là em Sa Chia. Sa Chia này là Sa Chia chính hãng, màu này mình gọi là Sa Lục Bảo nha cả nhà nha. Thì nếu mà trong trường hợp trong cái khoảng thời gian mà quay clip các bạn thích màu này thì mình chụp màn hình lại nè, xong rồi gửi qua Zalo Ngọc 0933164446, Ngọc sẽ tư vấn cho cả nhà mình nha. Hiện tại là Ngọc có hỗ trợ giao xe tại khu vực Bình Dương nè, đổi xe cũ lấy xe mới nè, mua trả góp mình chỉ cần chứng minh hoặc căn cước công dân là mua được, đối với các bạn đủ 20 tuổi nha cả nhà nha. Thì em này là hiện tại bên Ngọc vừa mới đậu tem lên và Ngọc có hỗ trợ tích hợp xi nhan vô đây cho mình nha cả nhà. Phiên bản chính hãng mình thích Ngọc vẫn hỗ trợ độ được nha. Em này hiện tại là đang nằm ở mức giá cực kỳ tốt luôn, là chỉ có 50 triệu đồng là đối với màu 3D. Còn nếu mình lấy màu zin á thì nó chỉ nằm ở mức giá là 48 triệu đồng. Mình còn quan sát phần tem xe nè, rất là đẹp, rất là độc đáo luôn nha cả nhà. Ở đây có chữ Sa Chia nè, cái viền màu vàng cho nó nổi bật. Ở đây là đa số là Ngọc sẽ sơn những dòng chữ, và đây là kèm theo cái chữ F 150 màu vàng để cho xe mình trông nổi bật cái phần này nha cả nhà. Màu sơn lục bảo nằm trên nền nữa sẽ rất là đẹp luôn nha. Thì màu sơn này là Ngọc có hỗ trợ bảo hành màu sơn cho mình trong 1 năm nha. Mình đi bong tróc là men ra sơn lại không tính tiền nè. Máy móc mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây, mình bảo hành toàn quốc. Cứ vô hệ thống của Suzuki mình sẽ được bảo hành nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp thêm một số màu mới nữa, đó là như màu này đi ha. Màu này là màu vàng đen báo đốm nè. Cái bản này hiện tại là Ngọc có độ thêm một số phụ kiện nha cả nhà. Như là đây, như là Ngọc có độ thêm cái gác nước nè. Rồi cái gương, gương này là xoay lật được nha cả nhà nha. Đây. Những cái phụ kiện này là độ là mình tính tiền thêm, và giá xe Ngọc báo trên đây là chưa bao gồm chi phí lăn bánh nha. Thì đây là Ngọc có hỗ trợ độ thêm chống trộm nè. Chống trộm này hiện tại là Ngọc đang giảm giá 50%. Và khi lên cửa hàng mua xe á, mình nhớ nói lại là có liên hệ trước với Ngọc và gọi trước cho Ngọc, mình sẽ được giảm từ 500 cho đến 1 triệu đồng nha cả nhà nha. Thì phiên bản này là màu vàng đen kết hợp với lại sơn báo đốm, màu này là màu 3D nha cả nhà nha. Và rồi tiếp theo đây, Ngọc sẽ giới thiệu cho mình cái em này. Em này là em Sa Chia đỏ candy nè. Phiên bản này là phiên bản tư nhân. Hiện tại tư nhân và chính hãng Ngọc đều có đầy đủ màu luôn. Nếu mình lấy phiên bản tư nhân em này, hiện tại Ngọc bán là 53 năm. Còn nếu mình lấy bản chính hãng thì nó chỉ có 50 thôi ha cả nhà. Màu này phải nói là rất là hot luôn. Và các bạn thấy không, cái này nếu mà mình thích thì Ngọc vẫn có thể hỗ trợ là đổi màu đen, nhưng mà tùy nha. Nếu mà trong trường hợp mình thích thì mình vẫn để màu đỏ đi cho tông sẽ tông, nhìn cũng sẽ đẹp. Ở đây là Ngọc đổ cái nước nè, bạn thấy không, có cái thì đổ màu bạc, còn có cái thì đổ màu vàng. Đối với dòng này nếu mà mình góp thì mình chỉ cần trả trước cho Ngọc khoảng 5 triệu trở lên nè. Về giấy tờ mình mang theo giúp Ngọc chứng minh bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu nha. Nếu mình có khả năng mình đưa tầm 25 đến 30 triệu mình sẽ được lấy cà về gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn nha. Sẵn đây Ngọc giới thiệu cho các bạn thêm một số màu nữa nè, như là màu này đi nha. Màu này là màu cam đen báo đốm nha. Phiên bản này cũng là phiên bản 3D luôn. Thì hiện tại là nếu bạn lấy phiên bản tư nhân em này thì đang nằm ở mức giá là 53 năm. Còn lấy chính hãng sẽ là 50. Ở đây Ngọc có đổi thêm cái viền đồng hồ nè, màu titan, nhìn rất là đẹp mắt luôn nha cả nhà. Ở đây Ngọc có hỗ trợ đổi thêm một số phụ kiện nữa nè, như là ba ga hen. Rồi sẵn đây Ngọc báo giá luôn cái em Rider nè. Em Rider này là phiên bản xanh cam đen, mâm này là mâm cam, là zin nguyên bản nha. Và các bạn yên tâm nha, bên Ngọc có hỗ trợ là tích hợp xi nhan vô trong cho mình luôn nha. Em này nếu mà Rider mình lấy màu này sẽ là 48 triệu, còn các bạn lấy màu zin thì đang nằm ở mức giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 46 triệu thôi nha. Ở đây em này nè, em này rất là dễ thương luôn nha. Người ta hay gọi là hồng baby á cả nhà. Thì em này là Sa Chia trắng hồng baby nha. Em này nếu mà phiên bản tư nhân á thằng Ngọc sẽ bán là 53 năm, còn bản chính hãng Ngọc đang bán với giá là 50 triệu đồng nha cả nhà nha. Rồi đây Ngọc cũng có một em nè, hồng nhưng mà là trắng hồng khác nha cả nhà, cái họa tiết thì nó khác một xíu, cũng là trắng hồng. Thì cái này Ngọc thấy là đa số các khách nữ sẽ thích những cái em này hơn. Hiện tại là bên Ngọc độ lên khá là nhiều và Ngọc có hỗ trợ là độ sơn theo màu của quý khách. Tức là ví dụ các bạn thích một màu nào đó mà bên Ngọc không có thì Ngọc sẽ hỗ trợ làm đổi màu và độ lên cái màu theo yêu cầu của mình luôn nha. Rồi đây Ngọc sẽ giới thiệu thêm cái em này nữa đi nè. Em này là em Sa Chia cũng là xanh cam đen luôn, nhưng mà cái chữ F 150 này là màu vàng để nó phân biệt giữa với các em lúc nãy nha cả nhà. Em Rider này hiện tại cũng là 48 triệu. Tất cả cái dòng xe ở đây mình mua góp chỉ cần trả trước cho Ngọc khoảng 5 triệu trở lên nè. Mình mang theo, nhớ mang theo giúp Ngọc chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu nha. Mình đủ 18 tuổi trở lên là có thể mua được xe rồi. Ngoài ra bên Ngọc có rất là nhiều phần quà tặng khuyến mãi. Đây Ngọc còn một em nữa nè, Sa Chia màu vàng đen.
em này kết hợp với lại cái chống rỗ màu vàng á, nên nhìn lông xịt tông á nhìn rất là đẹp luôn. Thì em này hiện tại là phiên bản tư nhân, Ngọc sẽ bán là 53 năm, và bản chính hãng Ngọc đang bán với giá là 50 triệu đồng. Hiện tại là các bạn ở Bình Dương Ngọc có hỗ trợ giao xe, quà tặng khuyến mãi rất là nhiều, như là tặng mình nón bảo hiểm nè, áo mưa nè, bảo hiểm xe máy nè, khung ép biển số nè. Nếu mà mình gắn chống trộm sẽ được giảm 50%, phủ nano sẽ được giảm 80%. Ngoài ra thì các bạn mà có người thân mua xe giới thiệu Ngọc, mình sẽ có hỗ trợ tiền cà phê cho các bạn nha. Và thêm một ưu đãi nữa là lên cửa hàng gọi trước cho Ngọc, mình sẽ được giảm từ 500 cho đến 1 triệu đồng gọi ngay Ngọc nếu các bạn thật sự muốn mua xe nha. 0933 164446.